Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến với lại video tiếp theo của Thi. Và hiện tại chúng ta đang đứng ở ngã ba Ông Thọ và di chuyển về thành phố Quy Nhơn nha mọi người. Thì lộ trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi được cung đường. Ok mọi người, chúng ta đang ở vòng xoay Long Vân nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm cái cung đường từ Long Vân đến lại ngã ba Ông Thọ. Thì chắc đến khu vực đó thì Thi sẽ rẽ qua theo cung Nhân Bình á, nên là chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục cái đoạn đường này. Cái video này thì vì sao với kênh của Thi thì nó sẽ chuyên về đường phố Quy Nhơn á mọi người, nên cái đoạn này hồi trước giờ chưa được quay lại, hôm nay Thi quay lại nè, để nếu mà người con xa xứ nào cả nhà hay là có được sinh sống ở đây thì có thể xem thêm coi thử là Quy Nhơn hiện tại chúng ta thay đổi như thế nào nha. Còn nếu bạn là người Quy Nhơn hay thường xuyên đi cung đường này rồi thì có thể bỏ qua. Thì Thi cũng ít khi lên khu vực này lắm, tại vì mình sinh sống ở khu vực vì trung tâm bên dưới kìa. Tại trên này nó có trung tâm của nó, còn mình thì mình ở trung tâm bên dưới ở khu vực phường Ngô Mây á, thì thành ra là ít khi chạy lên khu vực này nếu mà không có công việc nha mọi người. Bây giờ ngay cái điểm này là mọi người nó rẽ bên tay tay trái là vào bệnh viện. Mình không biết chia sẻ thêm gì về mọi người ở cái đoạn đường này. Đấy, con đường này thì nó kiểu nó phù hợp cho kinh doanh buôn bán á, cái vùng rì ở thành phố á, để xây dựng các công ty chuyên về vật liệu xây dựng hoặc là công nghiệp nặng á, mà chở khó khăn á, thì khu vực đường này nó phù hợp nè. Hồ đường ở khu vực này nó đang bị biến dạng, đi sẽ phải chú ý nhiều, đảo bánh cực kỳ. Khó chịu như dưới xe nó chạy như vậy, giống như ta đang chạy quốc lộ 1 vậy. Cao đẳng Bình Định này, không biết là bữa nay có thêm cái từ nào nữa không, trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bình Định, công nghệ Quy Nhơn, ngày xưa là trường cao đẳng Bình Định, sau này họ đổi tên rồi. Thank you.
Ok, thay vì chúng ta xuống ngã ba Ông Thợ thì sẽ qua đường Nguyễn Diêu luôn nha mọi người, để đi ra Eco Home Nhân Bình. Trước là nút giao giữa Đào Tấn và Nguyễn Diêu. Khu vực này khá là sầm uất, có gần chợ ngay chợ Vinh này. Wow, hôm trước mình đi đoạn này không có hàng quán họ ra ngoài này đâu, nhưng hôm nay thì thấy đông. Để phía trước là Eco Home Nhân Bình rồi nha mọi người. Ô trời, nó nắng, nó nắng quá dẫn đến là mình không có đi giày, nó có đi dép. Bây giờ cái chân mình nó bị chảy nắng đó. Ok, mình xin phép dừng video ở đây nha. Nếu mà mọi người quan tâm tiếp thì ta sẽ xem video sau về Eco Home Nhân Bình nha mọi người. Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến với lại video tiếp theo của Thi. Và hiện tại chúng ta đang đứng ở ngã ba Ông Thọ và di chuyển về thành phố Quy Nhơn nha mọi người. Thì lộ trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi được cung đường đó. Đoạn này là Hùng Vương nha, đúng rồi, một đoạn của Hùng Vương, và sau đó là qua cầu đôi thì chúng ta sẽ đến với lại khu vực chợ Hưng Đạo. Chúng ta có thể xem sơ về tiến độ của cầu đôi nha mọi người. Con đường Hùng Vương hôm nay rất là đẹp rồi. Video hôm trước thì đã có một hai lần nhắc về cái độ thay đổi của con đường này. Thì xung quanh mọi người thấy là hôm trước thì ở khu vực này người ta lát gạch gạch đỏ, nhưng mà hôm nay thì đã chuyển sang đá hoa cương hết rồi. Đường xá thì rộng rãi mới nha, đổ lại luôn. Đấy, về đường xá nhìn đẹp rồi, nhưng có một điểm thay đổi là nhà hai bên đường thì vẫn là nhà cũ, chưa có sự xây dựng mới. Thì nó có thể liên quan đến việc là chúng ta đang có thể là quy hoạch thay đổi con đường sắt này đó. Thì nhiều người ở mé bên này, mé bên tay phải chúng ta này không muốn thay đổi sớm, hoặc là về cái kết cấu của những cái nhà bên tay trái của chúng ta này thì nó là lâu đời nhưng mà chưa đến thời điểm thay đổi, nên là mọi người không muốn sửa chữa. Ở khu vực này chủ yếu còn kinh doanh, cũng không quá phù hợp để ở nha. Đường đá này container đi nhiều, nó sẽ giống như cái hiện trạng của bên đường Đống Đa của mọi người, do là để kinh doanh chứ còn ở thì không ok lắm. Và những cái cư dân ở đây thì chắc có lẽ là nhà chủ yếu để cho thuê thôi. Họ là cư dân lâu đời thì có nhiều cái nhà khác nhau để kinh doanh, còn không có tiện xây mới để ở một bụi tập. Nút giao giữa Điện Biên Phủ và Hồ Phương Trần Hưng Đạo. Phía trước là cầu đôi nha. Nếu mọi người theo dõi kênh thì đoạn này thì hay rẽ vào Eco Line, nhưng mà đợt này đi về nhà chưa lắm rồi. Ok, mọi người xem sơ về cái tiến độ của cầu đôi nha. Thì hiện tại cầu đôi thì xây dựng lên cái nền dập cũ, họ sẽ mở rộng thêm bề mặt thôi.
trạng nó như vậy, chúng ta sẽ đi đường tránh. Ta trong cái hướng này thì chúng ta thấy được là cái cầu Hoa Lư, nhiều xe lớn là sẽ chọn cái phương án là để mà đi Điện Biên Phủ và đi bên đó để tránh cái cầu tạm này. Cầu tạm này nó không đủ trọng lượng nha mọi người. Đấy, mọi người có thể cập nhật thêm về tiến độ của cầu đôi nha. Và bên này thì đi thẳng cũng được. Đây mọi người xem, hiện tại cầu đôi nó như thế này thôi. Bề mặt thì xong rồi. Đó, đi ra Hoa Lư. Còn bây giờ là về bên đường Trần Hưng Đạo, chạy về ngã năm Đống Đa. Ta đã đến với khách đôi rồi. Bây giờ 11 giờ, gần 11 giờ trưa nên là ra đường rất là nắng nóng. Nếu mà đi ra ngoài đường thì ai cũng muốn nhanh chóng về nhà đó mọi người. Nên là giờ khá là vội vã. Đến với lại ngã năm Đống Đa rồi nha mọi người. Tốc độ quy định ở đây là tầm 40 km/h, tôi thấy nghĩ qua điểm này mọi người chạy 20 cũng được, chạy chậm thôi. Đống Đống thì chạy 40, không chạy 20 thôi, khá là nguy hiểm. Qua cái điểm đường sắt này cũng chú ý nha, khá dễ trượt bánh. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Và hiện tại chúng ta đã vào đến lại đường Nguyễn Tất Thành của thành phố Quy Nhơn rồi. Và sau khi thi rẽ vào đường Hoàng Văn Thụ thì xin phép dừng video ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Mong rằng luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo. Trước khi rời đây mọi người vui lòng cho thêm một like, một comment nha. Thank you. Ai mà chưa subscribe kênh thì có thể kích vào subscribe nha, để có thể xem tiếp những cái video về đường phố Quy Nhơn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.